chào đại gia đình, mời đại gia đình đi theo Hiếu vô bếp làm một cái món chè trôi nước chay nha. Let's go. Đây cho các bạn xem đây, chè cho nước. Cái này giống viên ỷ chứ, viên ỷ nè, mình dò viên nhỏ nhỏ nha. Chè cho nước nhân đường phèn. Đường phèn với gì? Đậu xanh hả? Bột nó này các bạn. Bột gạo hả? Nếp. Nếp hả? Nếp nha. Cái nhân nữa rồi các bạn ơi. Bánh trôi chay nha. Đó, nhìn nó nè. Xào rồi nè. Bằng đậu xanh dừa, đường thốt nốt. Ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dò viên nha các bạn. Let's go. Nay hẹn anh Tiến đi uống cà phê á, ở gần chỗ làm á. Đường thốt nốt. Đường thốt nốt nè. Chè trôi nước viên ỷ một xíu được. Rồi sau một hồi bắt nước lên, bây giờ sôi mình bỏ mấy cái viên trôi nước với viên ỷ vô các bạn ơi. Bỏ mình luộc sơ cái mình mới nấu nha, cho cái bột nó chín vậy đó. Rồi bỏ lên sôi nè. Cái này phải tỉ mỉ nè. Bây giờ luộc được 10 phút nó nổi lên nè các bạn. Nổi lên là mình vớt ra nha. Vớt ra là bỏ cái mới vô. Rồi vớt đi. Rồi sau một hồi mình luộc đồ xong cái mình vớt cái mình bỏ cái dĩa các bạn, bỏ cái dĩa cái mình bỏ mè lên nè. Đó, đây là chè trôi nước, công thức của Hiếu nha. Các bạn xem, các bạn thấy thích các bạn đăng ký kênh nha các bạn, chia sẻ nha, cảm ơn các bạn nhiều nè. Giờ còn viên ở ngoài nè, giờ thử nha, ăn cho các bạn xem nha. Đây nè, viên cho nước nè, thử nha. À, cho nước thì nó chín nè bạn, nó có mùi thơm của cái đậu xanh, cái bột nếp dẻo dẻo. Đậu xanh nha, mình xào với cái đường thốt nốt á, nó ngọt vừa ăn lắm ở trong bánh nhân. Giờ mình chỉ còn đổ nước cốt vô bên ngoài nha các bạn nha. Bạn xem nước cốt đây, cốt mình mua sẵn ngay trong siêu thị luôn. Bây giờ đây nha. Rồi bây giờ mình dắt cái cơm dừa lên nữa nè, dừa nạo nè, đó cho nó có cái vị béo béo cái cơm dừa. Rồi giờ cho nước cốt vô luôn. Các bạn ơi, vậy là xong rồi nha. Tại chưa có ăn, giờ đem hai dĩa đi cúng cho nên là mình chưa có bỏ nước cốt. Giờ nào ăn thì bỏ nước cốt vô các bạn ơi, chứ bỏ trước thì khi gió vô hồi hừ. Đó, vậy thôi. Video làm chè đến đây là kết thúc. Chúc cả nhà một ngày thật là vui nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại video sau nha. Nhớ đăng ký nha các bạn. Ok, bye bye.